Đây là chân dung được cho là của thầy Thích Minh Tuệ, gây xôn xao dư luận mấy ngày qua do một nghệ nhân làm ra. Từ chỗ là một người bộ hành thầm lặng, thầy Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội qua hình ảnh của một khất sĩ đầu trần trăng đất, đắp tấm y cháp và từ nhiều mảnh vải nhặt được. Ông đang tự tu theo hạnh Đầu Đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện bản thân, từ bỏ mọi điều kiện vật chất trên thế gian để học tập theo lời Phật dạy, đã gây được thiện cảm một bộ phận trên cộng đồng mạng và thậm chí còn có người vẽ tượng và làm chân dung của ông Thích Minh Tuệ. Mới đây thì trên nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải hình tượng chân dung của thầy Thích Minh Tuệ. Nội dung được đăng tải xác định là tượng của ông Thích Minh Tuệ được một nghệ nhân ở Long An làm trong vòng 17 ngày thì hoàn thành. Thì theo hình ảnh được đăng tải thì tượng chân dung của ông Thích Minh Tuệ cao khoảng 1m7, được dựng trên một cái chậu hoa đang trong quá trình hoàn thiện. Thì hình ảnh chân dung của thầy Thích Minh Tuệ đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tượng chưa được đẹp, chưa được chân thực. Còn nhiều người thì tỏ ra khen ngợi. Dù còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng đây là tình cảm của chủ nhân dành cho bậc chân tu. Chào mọi người nha. Hôm nay mình đi qua cái khu vực này thì mình tình cờ phát hiện có một cái anh trai đang làm bức tượng của nói chung cái mặt thầy chưa có teo, nó chưa Thích có Minh Tuệ vô cùng đặc đang, biệt nha mọi người. Sửa. Đó, đang còn... trong giai đoạn làm nha. Ông chủ là làm cái bức tượng của Minh Tuệ ngoài đời. Đang trong giai đoạn làm nha mọi người. Sửa chữa, đang sửa chữa. Đang sửa chữa nha. Đang sửa chữa. Chứ không phải là bữa hổm là màu này luôn hay là màu khác anh? Màu khác. Màu nâu ha. Màu nâu đúng rồi. À. Hổm là cái mà chứ không lại cái này hồi lên keo nữa là nó lên cái mặt khác. À. Tại đây này chưa thổi keo. Đang quá trình mình tu bổ. Đang làm đang sửa chữa nha mọi người. Sửa hình ảnh. Trên mạng là chia sẻ anh là một nghệ nhân. Đâu có anh? Anh là đó em tới đây cũng biết anh đó giờ chưa có làm tượng mà đầu tiên mà này là. À. Vậy là nói anh nghệ nhân. Đâu nghệ nhân? Vậy mấy ông ơi, tại vì giờ ai thích nói gì nói chứ anh đã là dân bình thường. Vậy là anh làm anh làm nào? Kinh doanh chậu thôi, anh làm chậu. Anh là kinh doanh chậu ha. Đúng rồi, với đại lý bia. Cái cơ duyên nào mà anh làm cái bức tượng anh? Thì tại vì ổng nói xong ngàn năm nay chưa có một trên đời có một mình thầy đi khất thực tu hành theo kiểu này chứ có ai đâu dám làm. Là anh thiệt chứ bán chậu với bán bia nha mọi người chứ không có làm là nghệ nhân gì hết nha. Thấy cái hạnh của ổng mình làm kinh doanh chậu với bán bia đó ở nhà anh bên đường đó. À, dạ. Vậy mà trên mạng nói anh là gọi là nghệ nhân. Trời ơi, nghệ nhân đâu dám làm cỡ này. Nói chung là đây là bê tông cốt thép chứ không phải là ấy. Cái tượng cao 1m7 cái đế gần 5 tấc. Có bán không? Làm chơi hay là có bán không? Thì hả ai mà Duyên ấy nhượng lại anh nhượng chứ. Dạ. Cái này có là nó nhượng luôn đầu ha. Đầu tay. À, tác phẩm đầu tay ha. Tác phẩm đầu tay vậy, còn có Duyên thì làm tiếp. Mọi người đây. Đó, tại đây là... trên mạng nói là anh là một nghệ nhân lão làng. Lão làng đâu mà. Thế ở ngoài đời là mình bán chậu ha. Bán chậu đó, em quay đó, em quay mấy chậu anh làm đó. Anh bán chậu đây nha mọi người. Đằng kia đó, bên nhà chậu. Bán chậu bán bia. Bán chậu bán bia đó, đại lý bia, nhà đại lý bia. Rồi cái bức tượng này là anh làm bao lâu rồi? Khoảng 15 ngày rồi. 15 ngày. Mà cũng như không có xuyên suốt, nhiều khi mình đi giao bia rồi, nhiều khi làm công chuyện là giao chậu rồi, đủ thứ chứ không phải là xuyên suốt. Mình xuất phát từ là cái việc gì mà mình tạo ra một bức tượng hả? Thì nói chung là xuất phát, nói chung là anh là cũng là nhà bà nội anh là chùa. À. Đó, anh là dạng như là cũng cháu, con cháu của nhà chùa. Dạ. Đó. Bên xứ nội anh là chùa, ông chú là chùa Thiện Chí. Là nói chung tầm du này là nhà ông chú anh là chùa Thiện Chí, là dân tầm du này ai cũng biết hết mà. Nói chung là cũng con cháu nhà chùa. Làm ổng gầy là bao nhiêu tiền công rồi? Bây giờ tiền công thì nói tiền sơn không là hết, là cả 10 hũ là khoảng 3-4 triệu tiền sơn, với keo là gần cả 5 triệu rồi đó. Tiền sơn nha. Ừ, tại sơn này là sơn gốc ký thì nó mắc lắm. Rồi ở cái phần dưới này là cái gì? Cái phần dưới cái này là bê tông. Nói chung là tổng bộ là tượng là bê tông cốt thép không á. Bê tông ha. Làm bằng sắt thép. Sắt thép trong đó luôn á, chứ còn đâu có ấy là nó gãy theo em, tượng này nặng hơn 700 kg chứ đâu phải rồi. Hơn 700 kg hả?
cái đế này không là tự đế này chẳng không là hơn 100 kg rồi. Trời ơi, dữ ha. Mệt à. Đó cái có đó cái đế dưới đó là cái đó mình kia không kia. À, cái đó bị đó cái đó đó. Có tự đúc luôn ha. Tự đúc đó. Đổ xi măng đặt luôn à. Xi măng. Chiều cao này khoảng 1m mấy anh? À, tượng cao phải 1m7. 1m7, 1m72 gì đó. Chưa tính cái bậc này không, nha. Tức là từ cái chân lên á. Nhưng mà tính cái chân hơn à. Chân tại không từ cái chân cái này nè, từ cái bụng lên á. Đâu có tính cái đại sen là khác. Anh đang làm cái thằng tóc ha. Anh nói là anh làm cũng lâu rồi đó. Nói chung là chưa có thỏi keo đầu đấy kìa, là mình sơn chở khô đi rồi mình thỏi keo là nó khác là màu à. Keo bóng lên đó anh. Rồi sơn bóng á, đúng rồi á. Sơn bóng lên nó mới màu, nó mới phẳng như vậy. Dạ dạ. Người ta chưa có keo bóng. Này trong đang trong đó, cái ta đây thẩm mỹ viện. thẩm mỹ. Đây là làm tóc ha. Đây là thợ là đồng tay thôi mà. Này. Ừ. Anh cái bức tượng này là khó khăn nhất là cái phần nào anh? Khó khăn nhất là cái đầu. Cái đầu ha. Tại vì hồi xưa giờ mình chưa có làm tượng cho nên cái đầu đó nói chung là chỉnh sửa này nó là đợt 3 rồi đó. Mình nói thiệt. 3 lần hả? 3 lần đầu tiên đắp rồi chỉnh sửa là lần 1, lần 2 là 2 lần. À. Tại hồi xưa qua mấy anh kia đưa cho cái hình á, đúng trời rồi. Ơi. Đây nè cái hình nè, mấy em coi là giống chưa? À, đâu. Là ta chỉ cho cái hình. Các em còn hình nhóc nè, có gì thôi em không gửi cho đó. Mấy ảnh xuống quay mấy đợt trước á nè, đó em ơi nè. Đó, thì hình nè. À, gương mặt ha. Gương mặt á, đâu đâu em coi ở hình tượng em coi giống chưa? Cái tượng rồi. Đó, cũng có người hình cái đó. Tượng nè. Khó khăn nhất phần đầu ha. Phải không? Những cái đầu thôi tại vì mình đâu phải như cái chậu của mình là cái khuôn chậu bê tông, chậu của anh cũng là bê tông luôn. Cũng thép luôn. Thì lúc quyết định vậy rồi vợ rồi có ủng hộ không? Ủng hộ chứ, ủng hộ mới làm chứ. Trời ơi, nhiêu tiền tượng công cái tiền của nhiều lắm chứ. Không, công là 5 triệu rồi ha. Không, sơn không á, tiền sơn á. Sơn với keo á. Còn chưa tính tiền bê tông thép à. Chưa tính à. Ờ, sắc xiết hôm nay nữa. Quá dữ rồi. Này bỏ công mấy ngày trời là làm biết nhiêu cái chậu rồi. Trời ơi, cái này mười mấy ngày là làm cả trăm cái chậu rồi. Cả trăm cái chậu á, tại vì mình đổ bằng khuôn. Anh làm mà mười mấy ngày là đổ cả trăm cái chậu rồi. Tại anh đâu không làm, không có làm xuyên suốt. Mọi người đã chỉnh sửa lại nha. Cái răng này là chưa thổi keo, chưa thổi keo lên là keo lên là nó. Môi son không? Cái dành môi á, cái dành, dành môi, môi à, cho nó đen đen hả? Sơn sơn dành môi cho sơn son rồi. Rồi, màu đỏ đỏ chút xíu hả? Ừ. Rồi, có mà đây nồi cơm này, nồi cơm điện chắc không lấy nồi cơm điện trong nhà thêm ra là. Nồi cơm lấy trong nhà luôn. Giữ dành thì chứ. Rồi nữa định mình định mình chưng ở đâu? Không, cái này ai quá duyên thì ai quá duyên chia sẻ thì chia sẻ luôn. Để ngoài vậy luôn ha. Để ngoài luôn. Để ngoài luôn. Để ngoài cho người ta lại chơi cho mình đâu. Đây nè, mấy che nè. Mấy che này luôn. Quá dữ luôn. Là từ chi tiết rồi nha. Cái xi măng nha mọi người, xi măng nha. Cứng lắm mà. Cái này. Trời ơi, bê tông cốt thép mà nè, phải mấy bao rồi. Cái này là không biết mấy bao luôn á, tức là mình làm ngày nào mình cứ trộn rồi tại vì vật tư chậu á anh em làm tới giờ không biết mấy bao. Đó là rảnh thì làm á anh, rảnh là mình rảnh là làm, rảnh là làm mà. Ồ, ê cũng kỳ công vậy ha. Anh thấy sư bên tại rồi anh thấy cái điểm nào của sư Minh Tệ mà anh yêu mến vậy? Thì nói chung là yêu mến cả con người ổng luôn chứ đâu phải là ấy ổng tu đó giờ, nói chung là ngàn năm có một chứ thiệt chứ anh cũng gần 50 tuổi rồi đó giờ đâu có ai mà tu như thầy vậy đâu. Nó đây mình nhịn ăn đây một chút xíu là mình la đói ăn ngày 4-5 cử rồi chưa đi bộ có một lát mình la đau giờ hôm nay ta đi mấy năm trời. Mấy năm trời ha. À. Ngàn buổi à đi mấy chục cây số. Trời ơi, nội hưu đi đây hưu kêu con cái rước mày không rước tao đi mệt gần chết đâu ra tới mà như thầy. Anh đang chỉnh cải tạo mặt lại cho nó. Ủa không là màu nâu là chưa ấy ha, màu đó nâu. Là màu đó là dạng anh lên thử màu. Lên thử màu ha. Ừ. Chứ không phải là thử, hả? Thử màu thôi chưa có vô keo mà. Đó là vô
tức là vô keo nó mới bóng như vậy nè. Rồi nhà sơn là nó khô mới vô keo. Giai đoạn là sắp sửa hoàn thiện chứ chưa. Không, nói chung cải tạo sắp hoàn thiện chứ mà là hoàn thiện lâu rồi. Cái phía dưới là giống rồi đó, phía dưới là giống rồi đó. Còn cái trời, phía trên thôi. Chỉnh sửa cái đầu thôi. Gương mặt thôi. Giờ có hồi cho miếng môi son nữa đúng không? Môi son hồng hồng này được không? Hai đỏ quá à. Anh đang đắp lại cái mặt, sơn lại cái mặt. Mình là thợ kinh doanh chậu, bán chậu chứ không phải là nghiện nhân không? Thợ bán chậu nhưng mà có niềm đam mê thì mình làm thử luôn, từ từ nó sẽ đẹp lại. Này lần đầu tiên nên nó sẽ không được đẹp bằng mấy người khác. Người ta mấy người chuyên về làm tượng thì nó sẽ khác. Không, tượng anh làm bê tông cốt thép bà chứ không phải là bằng đất sét nữa không? Làm bằng xi măng luôn ha. Xi măng với sắt rồi đây nè. Còn đất sét thì mình nắng nó dễ hơn ha. Nắng rồi nó dễ hơn nhưng mà nó mịn hơn, nó mịn hơn nữa. Đó. Rồi bây giờ là chỉ ra vô giờ. Hôm giờ người ta đi ngang chắc ta cũng nhìn nhiều quá anh. Trời ơi, ngày nào ta cũng chụp hình, nhiều khi đi xe hơi 3-4 chiếc ta đậu ta chụp hình luôn á. Qua cái hình ảnh mà lúc ban đầu á, có nhiều người người ta đến đây người ta không có giống lắm. Có lại người ta phản ứng không? Không, tại vì mình mày góp ý thôi ha. Ta góp ý thôi chứ. Lúc đầu không dám lắm đúng rồi, thì bây giờ chỉnh sửa anh chuẩn bị vô môi rồi cái lên keo là lúc đầu là không giống lắm nhưng mà nay không đỡ rồi nãy nói đúng rồi. Đúng rồi nè, để có chữ bán chậu ở đây nè nha, bán chậu bán hồ Đông Bộ nữa, hồ Nam Bộ luôn nha. Bán chậu chứ không phải là chuyên nghệ nhân để anh đâu. Về lấy giờ cho rồi, môi cái hả gì sơn môi mọi người đó chứ rồi mình chỉnh từ từ thôi, mình chỉnh từ từ chứ. Mình chỉnh từ từ trước. Lãng cái đậm quá nó ấy. Mày đổ vô cái đây đi đã. Pha thử cái đi. Cái này thôi thì có nhiều người nói là ảnh là một nghệ nhân. Trời ơi đâu ra nghệ nhân. Nói tại vì nói nghệ nhân người ta mới lên phản ứng nhiều, người ta nói nghệ nhân người làm gì kỳ vậy. Đâu có, đã anh đây em tới đây rồi em biết đó, anh đây nè. Anh em hôm nay là trực tiếp đến đây thì ông thợ này là cũng là thợ tay ngang, tay ngang. Nhà kinh doanh chậu. Chậu tên gì? Tên chậu tên gì? Chậu là tên Sơn, đại lý bia Sơn luôn. Sơn số điện thoại 083 0380382451649. Đó, ai muốn ngay thì liên hệ cứ anh luôn, cho anh chơi luôn. Giao hàng tận nơi. Giao hàng tận nơi luôn. Nói chung là thợ ngang mà làm gì yêu mến sư Minh Tệ. Rồi em lại em quay mấy cái chậu đó để cho người ta tin đó, mấy chậu anh rồi xong đó, chậu xong rồi đó. Để chút lại quay luôn nè. Đó, chậu đó nó làm chậu. Chậu thì lại quay luôn. Vòng vòng đó cái chậu nó cũng đang trồng cây luôn. Hồ Nam Bộ là giống này nè, Hồ Nam Bộ nè. Nè mọi người. Hồ Nam Bộ đằng kia có mấy cái đó kìa. Nè Hồ Nam Bộ anh làm nè. Nè mấy cái này là quá đẹp nha, mấy cái này đẹp. Còn cái tượng hồi nãy á, thì là tay ngang thì chưa có ấy, như Hồ Nam Bộ với mấy chậu là ok đó. Hồ Nam Bộ với mấy chậu là ok đỉnh đó. Làm nhịp chậu bắn gà. Đó đó, nhóc đó. Này là hơi đỏ quá, không chiên nha mọi người. Đó, cái này là tượng thì là giờ chiên thôi. Đó, giờ lên cái môi nè. Đỏ không? Đỏ không? Đỏ luôn á, đỏ chặt luôn rồi đó. Đẹp đẹp thôi. Đỏ lấy màu khác. Nói chung là lên lấy màu chu đi. Tha môi cho sư Minh Tệ mọi người. Cái tượng nha. Đó, đây. Đó, nội mà vô màu thử màu là nó không được là phải màu khác liền đó chứ đâu ơi. Đâu phải dễ đâu. Đó. Đó, hơi hồng rồi hả? Mày bấy hơi hồng là bỏ lấy cái khác. Rồi là nó màu sơn rồi nội mấy chục thứ đâu rồi nè. Rồi là 1 2 3 4 5 6 7 rồi. Đó là đó. Đó đang lên màu. Ông Minh Tệ chứ. Quay sơ một vòng cho cả nhà xem nè. Xa nè. Cận cảnh cái bức tượng của thầy Minh Tệ nha. Số làm gì? Em nói với anh tài mà bất cứ sợ gì có bắt thì đi mua đồ nữa nha. Rồi nãy màu kia không được, giờ qua màu khác rồi nha. Xong cho sư nha. Đó,
tay lên từ từ qua màu chứ không dễ đâu. Trời ơi, đâu phải là lên màu là chưa lên là đã quay rồi. Có dự định là nếu mà bức này thành công thì làm thêm bức nữa không? Này đó, bức đó. Kìa, chuẩn bị sẵn rồi kìa. Chuẩn bị nha. Thì bức sau kinh nghiệm hơn. Ừ. Đang vô pha màu. Đang lấy màu, đang lấy màu. Nói chung là cũng cái này phần dưới giống á mọi người, nhưng mà được cái phần trên là cái mặt chưa giống nha, cái mặt thì chưa được hoàn thiện. Vì anh chia sẻ là lần đầu anh làm nên không có được đẹp như mấy người kia nha mọi người. Này là ổng là chuyên làm bên bên tự bên chậu mà đâu phải chuyên bên tượng đâu. Đó. Đầu tiên là vậy là quá ok rồi đó. Đó giờ tham môi nè. Không có lấy cây cọ cho dễ. Cây cọ nó lem, cái lem lem hả? Lấy cây đó là được, đúng rồi. Cái này đúng rồi. Tại cái màu kia nó đỏ quá nên cái này nó chưa. Vậy thôi, cái lỡ rồi á. Giờ tha son cho nha mọi người. Không, ngồi lên keo là nó keo là khác nữa ha. Keo là khác. Keo bóng rồi này. Là sao là bữa nay đó là 15 ngày trắng luôn hả? Bữa nay là hơn rồi, bữa hổm là nay là tính ra là sửa 2 ngày là 17 ngày rồi đó. 17 ngày ha. Cái là đã vô cái giờ nó đậm không? Đó, đó, đó được đó rồi, màu được rồi đó, nó nhận dạng ra được cái môi. Này găng găng thì nay găng hô à, găng hô. Hô nha. Thì đó ổng hô mà anh. Nhưng mà khuôn mặt thì hơi mập. Đó cái tượng không phải cái tượng anh nó bự. Cái khe mắt là làm cũng có điều. Ừ, khe mắt là có khe là giống á. Thôi bị thổi keo lên là khác nữa đó. À. Cái con này nó theo anh nhận định là bây giờ giống khoảng nhiêu phần trăm rồi? Anh chắc chừng 50 thôi. 50% á. 50 thôi, mình đâu có 50. Còn người ta nhận định chứ còn mình nhận định là đâu có vẻ bề ngoài chưa chắc có quan trọng mọi người, quan trọng là sự tôn trọng của chú yêu mến. Nhưng mà chưa thấy sư đệ lần đầu ngoài chưa thấy ngoài đời nữa. Rồi đợi xíu xong lên keo đó là xong. Màu bóng luôn nha. Phết bóng luôn ha, nay là hoàn thiện là xong luôn nha. Cái môi giờ thấy khác rồi nè. Đó. Không, lên bóng là xíu khô đi rồi cái lên bóng luôn là nó khác. Đây là những cái dụng cụ mà để làm ra bức tượng nè. Nói là tiền cỏ không là thấy mệt rồi nè, đâu ra tiền cỏ không là mấy triệu rồi đó. Sơn á, sơn với tiền cỏ sắt. Nói chung là bê tông cốt thép chứ không phải là bằng ấy, bằng đất sét. Anh là làm là bê đất tông sét thì thép. Mình tới đâu mình nặng tới đó thì có bộ này sẽ là dễ hơn ha. Đợi xíu đi anh đem máy này về bớt rồi cái anh thổi keo. Chọn dẹp phết keo bóng lên đó là xong đó. Hôm nay cũng mười mấy ngày rồi là nó là xong tác phẩm rồi. Anh trai này là anh vừa